chiều ngày 26 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đặc biệt, đây cũng là lần ra mắt đầu tiên của cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Nguyễn Anh Đức trên cương vị mới. Trong buổi tập chiều ngày 26 tháng 5, sự xuất hiện đáng chú ý nhất nằm ở thành phần ban huấn luyện với cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức trong vai trò trợ lý huấn luyện viên. Theo quan sát, Anh Đức trò chuyện khá nhiều và tham gia hướng dẫn trực tiếp các bài khởi động không bóng cùng huấn luyện viên thể lực của đội. Ngoại trừ ba cầu thủ vừa thi đấu SEA Games đang được nghỉ ngơi ít ngày, 20 cái tên còn lại của đội tuyển Việt Nam đã có mặt đầy đủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cho các học trò tập nhẹ, làm quen cảm giác bóng ở ngày đầu tiên. Buổi tập cũng có sự tham gia của thủ thành Đặng Văn Lâm, người vừa trở về từ Nhật Bản. Thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Cerezo Osaka cho thấy thể trạng cũng như tinh thần rất tốt sau chấn thương. Phản đội sẽ có thêm hai buổi tập nữa tại VFF trước khi di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 5 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Afghanistan vào ngày 1 tháng 6. Còn với đội tuyển U23 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Kong Okyun cũng đã có buổi tập đầu tiên tại Dubai. Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu muộn tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, nên ban huấn luyện đã chủ động điều chỉnh lịch tập của toàn đội xuống thời điểm buổi tối theo giờ địa phương. Vị trí lực gia người Hàn Quốc tập trung vào các bài tập để triển khai bóng nhanh và di chuyển với tốc độ cao. Trong thời gian ở Dubai, đội cũng sẽ có trận đấu giao hữu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để ban huấn luyện đánh giá và rà soát lực lượng trước khi di chuyển sang Uzbekistan. Trong khi đội tuyển U23 Việt Nam bóng đá nước này đã bổ nhiệm ông Thomas Doly làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, chiến lược gia người Mỹ không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng giữ vai trò giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Viettel giai đoạn 2019-2020. Ông Doly sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 tới. Ngoài Philippines, thì Singapore cũng có tân huấn luyện viên trưởng. Đội bóng đảo quốc sư tử bổ nhiệm ông Naji Nasir ngồi vào chiếc ghế nóng ngay trước thềm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Ở một diễn biến khác, theo kết quả bốc thăm Futsal Asian Cup 2022, đội tuyển Futsal Việt Nam rơi vào bảng D, nơi có đương kim Á quân Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Phần tin thể thao quốc tế xin được bắt đầu với tâm điểm là trận chung kết UEFA Europa Conference League giữa AS Roma và Feyenoord tại Albany và những diễn biến chính tại vòng 2 của giải Roland Garros đang diễn ra tại Pháp. Tính chất của một trận chung kết khiến cả AS Roma và Feyenoord đều không chủ động chơi tấn công sau khi nhập cuộc. Đại diện của Italia bất ngờ tìm thấy sự đột biến từ hàng hậu vệ khi Gianluca Mancini chuyển giải chính xác để Nicolo Zaniolo mở tỷ số. Phần còn lại của trận đấu, Feyenoord đã gây ra hàng loạt sóng gió cho AS Roma. Thủ môn Rui Patricio cũng như cột dọc đã nhiều lần cứu thua cho họ. Đội bóng áo bã châu giành chiến thắng 1-0 chung cuộc và trở thành câu lạc bộ đầu tiên đăng quang Europa Conference League. Về phần Jose Mourinho, ông cũng đi vào lịch sử với tư cách là huấn luyện viên đầu tiên vô địch cả 3 giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA. Một trận đấu nữa tại Roland Garros và một cột mốc nữa trong bảng vàng thành tích của Rafael Nadal. Tay vợt sở hữu 21 Grand Slam cán mốc 300 chiến thắng tại cấp độ này khi đánh bại Corentin Moutet sau 3 set chóng vánh với các tỷ số lần lượt là 6-3, 6-1 và 6-4.